chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái ứng dụng rất là thú vị dành cho bạn nào đang sử dụng thuê bao của Viettel cũng như là có một tình yêu bóng đá mãnh liệt. Đây là cái ứng dụng OnMe và cái gói ca cộng mới ra của nó. OnMe thực ra là một cái ứng dụng khá là quen thuộc đối với bạn nào mà đang sử dụng cái thuê bao của Viettel, bởi vì đây là ứng dụng cho phép bạn có thể xem rất là nhiều những chương trình truyền hình. Và mới đây thì Viettel họ nâng cấp cái ứng dụng OnMe này lên với cái gói ca cộng. Nhắc đến ca cộng thì nói chung là không ít thì nhiều, nếu bạn yêu bóng đá thì bạn sẽ nghe đến cái kênh truyền hình này, bởi vì họ đang nắm bản quyền của những cái giải bóng đá rất hấp dẫn, trong đó có Champions League, có cả Ngoại hạng Anh. Mà họ nắm Ngoại hạng Anh không chỉ đơn thuần là một năm, mà họ nắm từ 2019 đến 2022 lần. Cho nên nếu bạn muốn coi trực tiếp bóng đá thì bạn bắt buộc phải đăng ký ca cộng mà thôi. Thì hầu hết những cái dịch vụ khác đều có ca cộng, và bây giờ trên OnMe cũng sẽ có. Vì sao mà cái việc xuất hiện của cái gói ca cộng trên cái ứng dụng OnMe này nó lại đặc biệt? Là bởi vì đối với ứng dụng OnMe này, bạn sử dụng cái thuê bao của Viettel khi bạn xem thì bạn sẽ không bị mất, tức là bạn sẽ không bị mất phí data. Bạn chỉ cần đăng ký là bạn có thể coi được thôi. Thì với 125.000 đó, bạn không chỉ đơn thuần là bạn xem được những cái giải bóng đá mình yêu thích, mà bạn vẫn có thể coi được những nội dung khác mà cái ứng dụng OnMe này đem lại, chẳng hạn như là những kênh truyền hình, những cái bộ phim hay là những cái video về giải trí. Nói chung là một cái gói giải pháp rất là tuyệt vời. Thì nếu mà dĩ nhiên bạn có điều kiện thì lúc nào bạn cũng sẽ muốn là mình coi trên một đá banh, trên một cái màn hình lớn, hay là mình sử dụng wifi để mà xem thì cho nó nhẹ tiền. Nhưng mà đôi lúc thì chúng ta đi phượt hay là chúng ta đi chơi gì đó thì cái việc mà có wifi nhiều khi nó, hay là wifi chập chờn, nó gây rất là khó chịu. Nhưng mà cái mạng Viettel thì theo anh biết là bạn đi lên, bạn xuống đồng bằng hay là bạn lên núi gì đó thì mạng Viettel họ vẫn chạy đầy đủ, và khi bạn sử dụng 4G của Viettel xem, nói chung là nó sẽ đảm bảo được cái đường truyền của bạn lúc nào cũng định hết. Các bạn thấy đây là chất lượng ảnh của nó rất là sắc nét, mình đang xem trên 4G mà còn được như thế này, rất là tuyệt vời và hoàn toàn là không bị giật lắc. Dĩ nhiên là tùy theo cái khu vực của bạn nữa, đôi lúc những khu vực sóng yếu hay gì nọ, nhưng mà mình nghĩ rằng là đối với lại mạng Viettel thì cái độ phủ sóng mạng Viettel ở Việt Nam có thể nói là rất là rộng, và sóng sánh đồ cũng nó rất là ok, đặc biệt là bạn ở trong những khu vực như thành phố. Thì bên cạnh cái việc mà thưởng thức được những cái trận bóng đá mà bạn yêu thích thì cái gói ca cộng trên cái ứng dụng OnMe này nó cũng sẽ cho phép bạn tiếp cận được với cái nội dung rất là phong phú của ứng dụng. Thì nếu mà bạn là một người bạn vẫn, chẳng hạn như bạn vẫn chưa biết là bạn cần xem, bạn muốn xem cái gì, thì cái trang chủ là nơi mà mình khuyến khích các bạn tới. Bởi vì sao? Bởi vì ở trang chủ này thì ứng dụng OnMe họ giới thiệu cho bạn rất là nhiều những cái nội dung hay, chẳng hạn như là những cái trận bóng đá hay này, rồi những cái bộ phim hay, rồi những sự kiện trực tiếp, những cái chương trình nào đang hay đang chiếu trên truyền hình thì bạn có thể lựa chọn. Còn về phần truyền hình thì bạn hãy click vào. Và đối với phần truyền hình thì mình thấy là cái ứng dụng OnMe này nó có một lượng kênh truyền hình rất là nhiều luôn. Mình thấy là mình vuốt lên, nói chung là quá trời quá đất đó. Và những cái truyền hình này thì nó được chia thành những cái nhóm kênh, chẳng hạn như là nhóm kênh của VTV này, nhóm kênh của K cộng, thì là những kênh mà bạn nào yêu thể thao thì nhất định là phải có cái nhóm kênh này. Rồi có những nhóm kênh quốc tế, bao gồm là những cái kênh phim hay là những kênh khoa học rồi nọ rất là nhiều, và kênh VTV Cap, nói chung rất là nhiều để bạn lựa chọn. Thì bạn hãy chia thành những cái kênh miễn phí chẳng hạn, những kênh miễn phí, những kênh phim truyện hay là những kênh về thể thao. Bởi vì đây là cái truyền hình qua internet cho nên bạn vẫn hay xem lại, nhưng mà tùy theo kênh thôi nha, chứ không phải kênh nào cũng xem lại được. Chẳng hạn như ở đây là VTV1 HD thì bạn hay xem lại được, bạn thấy những cái dấu mà play dưới đây á, thì giờ bạn lỡ may bạn bị miss những cái, tức là bạn lỡ bỏ qua những cái chương trình mà yêu thích, thì bạn có thể bấm ở đây bạn xem lại. Chẳng hạn như là báo chí toàn cảnh, bấm vô và bạn thấy là lag rất là nhanh luôn. Rồi chúng ta hãy biết được là cái chương trình này nó kéo dài bao lâu, bạn có thể bật lên đó để bạn xem, bạn thưởng thức, và hình ảnh thì rất là sắc nét. Ngoài cái phần truyền hình thì chúng ta sẽ có phần video. Thì phần video này là những cái gọi là nội dung mà những cái chương trình chuyên đề được lấy ra để mà bạn có thể dễ dàng tìm kiếm. Nó được chia thành những cái tin hot này, thể thao này, giải trí, sitcom. Nói chung là bạn thích cái chương trình nào thì bạn bấm vào bạn xem thôi. Chẳng hạn như chương trình ca nhạc như thế này đó. Thì trong đó thì nó sẽ có những cái nội dung liên quan. Thì nếu bạn thích bài hát này thì có thể là bạn sẽ thích những bài hát khác để bạn có thể dễ dàng lựa chọn. Về phần phim truyện thì chúng ta sẽ có phim chiếu rạp, phim mới cập nhật, phim lẻ, phim Việt, phim bộ, nói chung là rất là nhiều. Và nếu bạn để ý nãy giờ thì những cái thao tác của mình khi mà mình chuyển đổi giữa những cái kênh, những cái nội dung chẳng hạn như truyền hình, video, phim truyện, rồi chuyển đổi giữa phim chiếu rạp, phim mới, phim cập nhật rồi nọ, thì tất cả những thao tác của mình được thực hiện nó rất là mượt mà.
đấy, thì cho thấy rằng là ứng dụng OnMe này nó tối ưu rất là tốt. Và nếu các bạn đang tìm kiếm những nội dung bạn yêu thích thì cái việc mà giao diện nó được tối ưu mượt mà thế này thì nó sẽ giúp bạn tìm kiếm rất là nhanh và đem lại cái trải nghiệm rất là thoải mái. Về phần cước phí thì như mình nói từ đầu là cái gói ca cộng này là 125.000 một tháng, và khi bạn xem cái gói này thì bạn sẽ được miễn cước truy cập 3G, 4G tốc độ cao. 125.000 tháng là một cái giá rất là mềm đối với cái gói cộng. Ngoài ra thì nếu bạn không có yêu thể thao thì bạn hay chọn những gói tiêu chuẩn của OnMe, chẳng hạn như là cái gói OnMe 1 là 3.000 một ngày, OnMe 7 là 10.000 một tuần, và OnMe 30 là 30.000 một tháng. Cái mức phí này đối với mình thấy là nó gọi là rẻ như một ly cà phê vậy. Và khi bạn đăng ký thì bạn có thể xem được rất là nhiều kênh truyền hình. Chẳng hạn như là cái gói tiêu chuẩn của nó là chúng ta có thể xem được 153 kênh truyền hình và trực tiếp những giải La Liga hay là V-League, rất là tuyệt vời. Còn gói ca cộng thì thêm cái bộ kênh ca cộng vào và bạn hay xem được ngoại hạng Anh, Champions League, Premier League. Nói chung là nó tùy theo cái nhu cầu của bạn mà bạn lựa chọn cái gói phù hợp. Rồi, đơn giản như thế thôi. Rồi, xin cảm ơn các bạn.